chào mừng các bạn đến với khóa học tiêu chuẩn dịch vụ chung Vingroup. Hy vọng qua bài học ngày hôm nay, các bạn sẽ hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện bộ tiêu chuẩn dịch vụ chung, hiểu rõ các quy định và biết cách thực hiện các quy định trong bộ tiêu chuẩn. Nội dung bài học sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là tầm quan trọng của tiêu chuẩn. Và thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiêu chuẩn dịch vụ chung Vingroup bao gồm những quy định nào.